Rồi, anh cho em biết tên của anh ha. Dạ em tên là Võ Văn Minh anh. À, anh Minh. Anh Minh sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1975, à 1972 anh. À, 72. Dạ. Hôm nay là anh Minh kết nối là để kiếm ai anh Minh? Dạ em kiếm là anh Võ Văn Quang, là anh ruột, anh kế của em luôn. À, sinh năm mấy? Dạ sinh năm 1971 anh. À, dạ, là sinh năm 1 ha. Dạ. Ừ. Rồi hồi đó cái tình tiết thất lạc nhau ra làm sao anh Minh kể lại cho em nghe. Dạ, coi như là năm 1975 á, là cả gia đình em lúc đó là đang ở Gia Lai, lúc đó gọi là Pleiku á. Thì xong rồi năm 1975 thì chạy di tản anh, gia đình em mới cho ba em mới lúc đó nhà em có một cái xe ben. Cái xe ben mà đổ đá đổ đổ cát anh. Thì cả gia đình em khoảng lúc đó là khoảng 90 người vậy đó. Thì ba em bỏ lên hết lên xe đó, ba em chạy chạy về hướng Phú Bổn á, cái hướng mà đường 7 đó anh. Thì sau khi xuống tới dưới đó là trời cũng đi một ngày một đêm á, thì xuống tới đó là cũng trời hơi bắt đầu mờ sáng rồi. Thì lúc đó là hai bên pháo kích nhiều quá, thì ba em mới đành là không chạy được nữa, bỏ xe gia đình chạy vào trong rừng á, chạy vào rừng. Thì qua hai con suối nước rồi, nước cũng lưng lưng thôi, qua hai con suối nước rồi bắt đầu gia đình em kéo nguyên 10 người luôn, ba em đưa lên núi lại. Lên núi thì lúc đó là em và anh Tèo, là gọi là anh Quang đó, hai người kế nhau thì khát nước quá chịu không nổi nữa. Thì ba em thấy hai người khát quá chịu không nổi nữa, mà nhất là anh Quang anh chịu hết nổi rồi. Thì có một cái con suối nhỏ, người ta ba em mới hỏi thăm là người ta chỉ cho ba em một con suối nhỏ xuống một cái vực, mà từ ở trên cái núi cao đó anh, thì ba em mới cõng anh Quang xuống, xuống với một cái triền núi nó giống như dần dốc đứng vậy nè, thì mới ngồi trên cái lá để tuột xuống thôi chứ đi cũng không nổi nữa. Thì khi mà xuống tới cái nước suối đó thì anh Quang anh khát nước quá anh chịu không nổi, thì anh mới uống uống rất là nhiều, xong ảnh mệt và anh mới thiếp đi. Thì trong khi đó là nhà cả nhà em còn ngồi trên đồi núi nữa, thì ba em mới đặt anh Quang nằm gần đó, gần ở trên một cái hòn đá gần bờ suối đó, thì ảnh ảnh ngủ đi. Xong thế là ba em mới leo lại lên núi để đưa đưa mọi người xuống tiếp. Thì sau khi mà ba em đưa leo lên núi lại, lúc đó xuống thì không gặp anh Quang nữa. Không gặp nữa thì lúc đó là cả gia đình tản ra đi tìm. Đi đi tìm sau đó là 2 tháng, đi tìm ròng rã 2 tháng luôn, đi tìm khắp ở đó luôn nhưng vẫn không gặp. Trời ơi. Nhưng mà có một cái tình tiết như thế này anh, là cái lúc đó đó anh Vĩ, là lúc mà ba em xuống lại là không thấy anh Quang nữa, nhưng mà thấy có những cái cành lá anh, người ta bẻ người ta làm dấu là người ta đi về cái hướng đó, nhưng mà ba em đi theo cái dấu đó một chập lại không còn dấu nữa, mà mình không biết là cái người đó ẩm đi làm dấu cho mình để đi theo, hay là cái dấu đó của một người nào mình không biết, chứ mình không khẳng định là người ta làm dấu ẩm 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 người thân của mình Trời ơi. đó. Thất lạc ở trong rừng mới là mệt á. Dạ, nó gần bên đường 7 anh. Nó thuộc Phú Bổn hả? Dạ, nó trực thuộc của Phú Bổn. Phú Bổn là cái đường về Nha Trang phải không? Từ Pleiku đi xuống Phú Bổn rồi đi Nha Trang luôn. Dạ, đúng rồi anh. Đi đường tắt á anh. Hồi xưa, hồi cái thời đó thì không, chỉ có đường mòn thôi chứ chưa có mở đường giống như bây giờ anh. Dạ. Trời ơi, một đứa bé 5 tuổi, đứa bé 5 tuổi mà thất lạc ở trong rừng vậy làm sao trời? Rồi sau đó ba em lúc đó má em còn sống, má em mất năm 1979. Thì sau đó 2 tháng anh ổn định rồi thì ba má em có đi tìm. Thì ba em và má em có vô cái làng dân tộc gần đó. Thì nghe cái người và người dân tộc thiểu số đó, người ta nói là có cái nhà đó người ta giữ, người ta nuôi. Nhưng mà khi mình vào cái nhà đó thì anh biết dân tộc thiểu số rồi, người ta mà nhận được là người ta không trả đâu, người ta sẽ giấu đi. Thì vào đúng cái nhà đó luôn, người ta giấu, người ta nói là người ta có bắt một đứa nhỏ nhưng mà người ta bị bệnh chết, người ta chôn bên bờ suối rồi, là nước cuốn đi rồi, người ta trả lời như vậy thôi. Nhưng em có trao đổi với ba em á, em nói mình là người của cao nguyên, mình hiểu được cái văn hóa của người dân tộc thiểu số đó. Người dân tộc thiểu số mà nếu người thân họ mất
không bao giờ người ta chôn người thân người ta bên bờ suối, mà người ta chôn ở trên núi cao anh, nên nơi khô ráo chứ không ai chôn ở bờ suối hết. Nhưng cái vấn đề mà chết chôn ở bờ suối thì hoàn toàn mình không không dựa vào vấn đề đó, không tin. Vậy thì bây giờ mình vẫn có thể có cơ hội quay lại cái ngôi làng đó mình hỏi thử coi sao, anh Minh. Cái ngôi làng đó em mới trao đổi với ba em ngày hôm kia, thì ba em nói là em cũng muốn, ý tưởng em cũng muốn quay lại cái ngôi làng đó, nhưng ba em nói bây giờ sau giải phóng thì cái ngôi làng nó tan nát hết, không tìm ra ngôi làng đó nữa. Ngôi làng đó nếu mà bây giờ thì thuộc xã nào, huyện nào? Nó chỉ biết sau này anh là cái làng đó như nó không còn nữa, nó cũng cải cải táng đi hết rồi, nó không còn nữa, nó cũng trực thuộc của Phú Bổn thôi. Mà bây giờ nó hình như cái làng, và cái làng nó không còn nữa hay sao á, Huyện nó Phú thay đổi Bổn hết. hả? Huyện Phú Bạn Bổn. Huyện Phú Bổn có khoanh vùng được khoảng ở đó là khoảng xã gì không? Dạ không anh, tại lúc nó loạn lạc mình chạy, mình chỉ nhớ là cái bờ suối nó cạn cạn nước nó khô, người ta chỉ cho mình lao xuống thôi. Trời ơi, thiệt kinh hoàng ha, cái cảnh tượng này quá kinh hoàng. À, cho vị biết tên của những người trong gia đình, anh đọc từ ba mẹ cho đến các anh em trong gia đình, có thể là anh Quang ảnh nhớ đó. Ba em là tên là Võ Thuận, mẹ là Đặng Thị Cẩm, anh trai em á, anh cả là Võ Văn Thành, rồi tới Võ Thị Tuyết Hương, Võ Thị Tuyết Thu, Võ Thị Tuyết Mai, Võ Thị Tuyết Hoa, Võ Văn Minh, Võ Thị Tuyết Nga. Đó, gia đình em gồm bao nhiêu người đó? Tới anh Quang đó là 71 ha. Anh Quang 71, và kế em luôn, em 72. Trời ơi, nghe anh kể cái câu chuyện mà hết sức là tội nghiệp cho anh Quang vào cái thời điểm đó. Rồi, ơi, ngủ dậy không thấy cha ha, chắc là ngủ dậy không thấy cha, nằm thiếp đi xong rồi mở mắt dậy không thấy cha thì chắc là hoảng loạn. Rồi em cũng có chia sẻ với ba em á, em có nói chuyện với ba em. Ba em nói rằng là bây giờ ba sợ là bây giờ ở cái những người dân tộc thiểu số ở đó, người ta đi ngang đó là người ta ẩm đi đó. Mình đưa ra cái giả thuyết thôi, người ta ẩm đi thế là người ta nuôi từ nhỏ tới bây giờ thì nhiều khi không biết được cái tiếng tiếng Việt luôn. Mà không biết được tiếng Việt thì những cái thông tin như vậy mình cũng rất là khó anh bị. Mình cũng khó, nhưng mà rồi mình cũng phải tới đâu hay tới đó, chờ vào cái duyên số, bởi vì bây giờ cái công nghệ thông tin thì hầu như là có thể nó cũng truyền tải đến các ngõ ngách rồi, chứ cũng không không phải là nó hạn chế cho lắm nữa. Thì cái việc mình, khả năng của mình thì mình cứ làm thôi, còn cái chuyện tới đâu thì cái chuyện đó mình không thể biết được. Ngoài cái việc mà truyền tải thông tin ra thì theo cái lời khuyên của Tuấn Vĩ thì mình nên tìm hiểu và đến trực tiếp ở các địa phương đó. Bây giờ thì ở đâu cũng có xã, có huyện này kia hết trơn rồi, xã người ta cũng quản lý cái con số của cái nhân khẩu, ai tên gì này kia thì người ta cũng có ghi, cũng có sự quản lý của nhà nước chứ, cho nên là mình cứ tới để mình hỏi, hỏi dò thử. Dạ, nói chung thì gia đình em cũng tìm nhiều lắm rồi, anh tìm cũng mấy chục năm nay rồi, cũng đi hết rồi, cũng ba em cũng xuống đó, thậm chí là bây giờ vừa rồi cũng nhờ bà con ở cũng gần gần Phú Bổn đó anh, cũng có bà con ở Phú Bổn luôn, cũng dòng tìm hết mình cũng không có, cũng có nhiều, gặp nhiều trường hợp là cũng thất lạc cha mẹ nhưng mà không phải người thân của mình. Rồi, để cái thông tin của anh thì em có nắm được trên cơ bản rồi, em sẽ cập nhật, rồi có ai có tin tức gì thì em sẽ báo cho anh Minh biết. Có Rồi. gì em cũng gửi thông tin này cho anh Tuấn Vĩ, em cảm ơn anh Tuấn Vĩ rất là nhiều. Nếu như mà ai có thông tin này báo cho gia đình thì gia đình em xin hậu tạ cho 1.000 USD. Anh. Còn ba em cũng nói là cái đó là chỉ cho cái người mà người ta chỉ được dùng cái thông tin mình, còn riêng chương trình của mình á thì ba em sẽ hậu tạ riêng, không không không, dạ dạ không. được được không không vấn đề anh, không vấn đề, cũng không cần hứa với điều này, bởi vì là Tuấn Vĩ làm cái này Tuấn Vĩ chỉ kết nối dùng thôi chứ không có lấy phí, hay là cũng không có đề ra một cái gì hết trơn á. Em hiểu vấn đề, nhưng mà ba em cũng nói là ba em
cái đó thì tế nhị ba em không Dạ, dạ được rồi, không thể sao. tới. À, không sao, còn cái việc mà hậu tạ cho người báo tin thì Vĩ nghĩ là cái việc đó là việc cần thiết. Ví dụ như ai có nghe ngóng được cái câu chuyện có ai là con nuôi vào cái thời điểm năm 75 đó, lúc đó được khoảng 5 tuổi này kia, ví dụ vậy đó, họ có nghi ngờ thì họ sẽ bỏ công ra để họ đi xác minh. Thì cái việc mà hậu tạ cho người báo tin là theo Vĩ nghĩ là cái việc cần thiết, là phải mình phải cần có. Ok, rồi có ai báo gì thì Vĩ sẽ cho gia đình mình biết ha. Dạ, em cảm ơn anh Tuấn Vĩ. Em Rồi có rồi gửi rồi. cho anh Tuấn Vĩ một cái tấm hình của anh Quang anh Tuấn Dạ dạ rồi Vĩ. ok. Ừ. Dạ, Rồi rồi. rồi. Hai chào Dạ. anh ha. Ừ. Dạ, rồi em cảm ơn anh. À, Em chào dạ anh đó Tuấn đây. Dạ. Anh cho em biết tên của anh ạ. Vĩ. Dạ, mình tên Nguyễn Văn Hoàng. À anh Hoàng. Anh Hoàng là sinh năm mấy anh Hoàng? Dạ, sinh 1974 là âm lịch, còn 75 là dương lịch. Dạ. Dạ. Rồi. Hôm nay anh kết nối là để kiếm ai? Dạ, thì mình kết nối là mình tìm ông bố, tại vì cái lúc mà năm 7 gọi là năm cuối năm 74 đó thì bà già mình sinh mình ra nhưng mà không có bố đó, lúc đó như là đã chuyển đi công tác nơi khác. Dạ, rồi anh có thông tin gì anh kể cho em nghe cái câu chuyện của ba mẹ anh. Cái thông tin là vài anh tức là hồi xưa là quê mình là ở một cái huyện Hoài Ân của tỉnh Bình Định. Dạ. Thì lúc chiến tranh đó thì chính quyền thời mà thời Việt Nam Cộng Hòa thì mới di dân di các cái vùng dân từ ở huyện đó đi vào Phú Tài rồi vào An Khê để mà tránh chiến tranh đó anh. Dạ. Thì lúc đó là mẹ với bố là gặp nhau ở cái vùng đó. Tức là bố nghe mẹ kể lại là bố lúc đó là làm ở ở hậu cần của cái bên thờ ngụy đó anh. Dạ. Ông làm Ủa. bên hậu cần. Hậu cần của lính Việt Nam Cộng Hòa ha. Dạ đúng rồi, Dạ, như đồn đồn đóng ở đâu? Đồn đóng ở đâu anh? là lúc đó như là đóng ở An Khê á. Dạ. Dạ. Rồi, rồi sao nữa anh? Thì khi đó thì mẹ mang bầu thì bố mới đòi dẫn mẹ đi, nhưng mà lúc đó là ông bà ngoại thì có ba người con thôi và lúc đó chiến tranh thì cũng không có muốn cho con đi theo chồng, cũng sợ này nọ đó nên thành má mới ở lại với ông bà ngoại. Thì lúc đó bố chuyển đi, nghe nói là chuyển về Vĩnh Long hay sao đó, tức là cũng không À. rõ, thời đó mình chỉ nghe lại thôi. Dạ. Thì trong cái giai đoạn đó từ năm 74 đến tới năm 2000, tức là lúc năm 95 á, thì mình là vào Sài Gòn mình đi học. Học thì lúc đó mình cũng có ý định là đi tìm bố, nhưng mà trong cái giai đoạn mà khi mà hết chiến tranh rồi là mẹ về lại ở quê Hoài Ân á thì mẹ mới có chồng tiếp. Thì lúc đó ông bố dượng thì ông cũng này nọ cũng ghen tuông nên thành là lúc đó mình cũng nhỏ, mình ở với ông bà ngoại thời gian xong rồi mà khi bắt đầu học hành từ phổ thông đến đại học thì mình ở với mẹ và bố dượng. Thì lúc đại học thì mình vào đây năm 95, mình vào đây mình học xong 2000 ra trường. Ra trường thì có nghe nói lại là lúc đó thì nhà của ông bố nó như ở Hậu Giang hay Cần Thơ gì đó, mình cũng đi tìm mà cũng hỏi thăm nhưng mà cuối cùng cũng không 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 thể tìm được. Dạ. Thì nó cũng thất lạc từ đó mà đến nay thì mình cũng không biết kênh nào để mình đi tìm. Cũng có xem cái chương trình mà trên tivi á, chưa hề có cuộc chia ly, mình cũng muốn đăng ký nhưng mà do thì như anh biết rồi đó, ông bố dượng thì ông với bà già hiện tại là cũng có được 5 người con, mình nữa là 6. Dạ. Thì À, mình rồi em xin lỗi anh ha, em xin lỗi anh, em chỉ cần muốn biết về cái thông tin của cái việc mà thông tin của người ba thôi, còn cái việc mà đăng ký chương trình này chương trình nọ thì thật ra nó cũng không có liên quan đến cái vấn đề bên em lắm. Dạ thì vậy là thông tin của ba anh là anh có biết tên của ba chứ hả, đúng không, chắc là có biết. dạ Ừ. biết. Tức là Dạ ba là Nguyễn Hữu Đầy. à Nguyễn Hữu Đầy. Dạ. Dạ rồi anh. Dạ anh có biết là thân nhân của ba có những ai không?
thì nghe mẹ kể lại là có như là bà cô nữa, em của ông bố, thì chỉ nghe tới đó thôi. Dạ biết rồi, nhưng mà cô tên gì có biết không anh? Dạ không anh chuẩn bị. Vậy là chỉ biết tên của bố là Nguyễn Hữu Đầy. Và bố khoảng sinh năm mấy anh có biết không? Thì bố nếu như mẹ nói tới thời điểm này là tầm khoảng 75 76 gì đó. À khoảng 75 76 tuổi. Và nghi ngờ là quê ở Cần Thơ hoặc là Hậu Giang. Dạ đúng rồi. Và sau khi mà ở ngoài An Khê xong đó thì là chuyển quân về Vĩnh Vĩnh Long. Dạ đúng rồi. Vào năm 1975 anh ha. Trước 75 đó anh, chắc khoảng 74, mình sinh thì cuối tháng cuối năm 74, tức là ngày tức là tháng 11 năm 74 âm, tức là bố đi chắc cũng tầm khoảng tháng 5 tháng 6 năm 74. Thì lúc lúc đó mẹ mang bầu rồi, bố biết thì bố mới dặn mẹ là khi mà đẻ con trai ra thì đặt tên Nguyễn Hữu Hoàng, còn con gái thì đặt cái tên gì bà già nói mình cũng không nhớ. thôi được rồi, tên có tên anh là được rồi. vậy là vậy là cái khi mà anh sinh ra là bố có được ẵm ẵm anh không, anh có biết không? Dạ không anh, lúc đó Không là bố được. đi rồi. Chỉ có là dặn dò lại là khi mà sinh con ra thì đặt tên dạy dạy thôi ha, chứ không được ẵm, không được nhìn mặt anh. Dạ đúng rồi. Ok anh, thì chiến tranh mà cho nên là thật sự là cũng cũng nhiều hoàn cảnh giống như hoàn cảnh của anh, rồi cũng trước đó thì quen biết nhau rồi tha thiết rồi hứa hẹn này kia, nhưng mà do cái sự mà chia cách của cái việc mà chiến tranh đó nên là kẻ Nam người Bắc rồi nó thất lạc nhau rất là nhiều. Thì may mắn của anh á, là còn biết được tên bố, thì hy vọng đó nếu ví dụ như mà hữu duyên thì gặp được bố thì tốt, còn ngược lại á, thì là nếu ví dụ như thân nhân trong gia đình con cái này kia của bố sau này hoặc là gia đình mà có nghe được cái tin này thì có ai nghi ngờ thì người ta báo cho em, rồi em sẽ thông báo cho anh biết anh ha. Cảm ơn anh Tuấn Vĩ. Nếu như mà có người tìm được thì cái việc hậu tạ mình cũng xin được hậu tạ khoảng 50 triệu anh Tuấn Vĩ. Cho em hỏi thêm cái nữa là An Khê là nó thuộc tỉnh nào anh ha? An Khê thì bây giờ nó thuộc tỉnh Gia Lai anh. An Khê thuộc Gia Lai. Vậy có nghĩa là trước đây là ba anh là đóng quân ở Gia Lai. Còn Thì mẹ hồi xưa chị mình có nghe là ở Phú Túc hay gì đó. Còn mẹ anh á ở Hoài Ân, là quê Hoài Ân là tỉnh nào? Hoài Ân là tỉnh Bình Định anh. Rồi, vậy là mẹ quê Bình Định, còn cha mẹ thì biết nhau ở trên Gia Lai, ở An Khê. Rồi sau đó là ba chuyển quân về Vĩnh Long vào năm 74, 75, Dạ đúng. 74. Rồi nghi ngờ quê cha là ở Hậu Giang hoặc là Cần Thơ. Tên cha là Nguyễn Hữu Tài, năm nay khoảng 75, Nguyễn 76. Nguyễn Nguyễn Hữu Đầy. À, Nguyễn Hữu Đầy, xin lỗi. Nguyễn Hữu Đầy. Năm nay khoảng 75, 76 tuổi. Rồi, ok anh nha. Rồi em nắm được cái thông tin cơ bản rồi. Rồi, chào anh ha. Em chào anh Tuấn Vĩ, cảm ơn anh nhiều. Ok, bye bye anh. Bye anh. Dạ.